Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tìm ra nguyên nhân chủ xe VinFast bị than hóa ở Vĩnh Phúc. Hôm 26 tháng 6 năm 2022 vừa qua, câu chuyện buộc dây giật cửa kinh hoàng màn ra mắt xe VinFast tại Đức đã được cộng đồng mạng xã hội chia sẻ và bàn luận rất sôi nổi về sự đặc biệt của nó. Đấy chính là việc xe VinFast VF8 được ra mắt vào hôm Chủ nhật tại khu chợ Đồng Xuân ở Berlin. Những người tham dự đã đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi chiếc xe chỉ có thể mở được cửa bằng một sợi dây kéo và giật rất mạnh ở gần phía lốp trước. Và khi mở ra được rồi thì chiếc xe lại không thể đóng lại cửa được, nó bị kẹt. Đây là lỗi rất sơ đẳng của những nhà sản xuất ô tô. Và ngay lập tức nhiều người cho rằng có lẽ chiếc xe VinFast đang gặp phải lỗi rất nặng, nhưng họ đã ém nhẹm việc đó ở Việt Nam. Đó là sự không đảm bảo, sự mất an toàn của hệ thống khóa và mở của những chiếc xe này. Nó được thể hiện rất rõ ở chiếc xe VinFast VF8 khi công ty này đưa sang Đức để ra mắt. Và chính vì vậy, những người tham gia đã liên tưởng ngay đến những chiếc xe VinFast ở Việt Nam. Có thể nó đã gặp trục trặc rất lớn ở hệ thống đóng và mở cửa, vì hệ thống này tích hợp với hệ thống điều khiển điện tử có thể chưa hoàn chỉnh và không được kiểm tra thử thách qua quá trình vận chuyển và di chuyển thực tế. Và điều đó có thể dẫn đến nguyên nhân khi đang lưu thông thì xe gặp tai nạn hoặc bốc cháy, như trường hợp chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 tại đê Trung ương xã Tam Phúc, Vĩnh Phúc, thì hệ thống điện tử và cơ học để mở khóa xe đã lập tức bị tê liệt, làm cho người đàn ông này không thể thoát ra nên đã bị bất tỉnh vì khí độc xộc vào khoang xe bị cháy. Sau đó chủ xe cũng đã bị thiêu sống, than hóa cùng chiếc xe trơ khung sắt. Xe 7 chỗ bốc cháy, người bên trong không kịp thoát ra. Chiếc xe 7 chỗ bốc cháy ở Vĩnh Phúc vào trưa ngày 22 tháng 6 năm 2022 khiến một người tử vong. Chính quyền địa phương cho hay nguyên nhân vụ việc hiện chưa được kết luận. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 6 trên đường D thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiếc ô tô VinFast Lux SA 2.0 do một nam tài xế điều khiển tới khu vực gầm cầu Vĩnh Thịnh thì bốc cháy. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, tài xế đã đánh lái chiếc xe đỗ ở ven đường. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, thiêu rụi chiếc ô tô 7 chỗ ngồi. Người trong xe không kịp thoát ra ngoài, chết cháy. Đại diện công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác nhận sự việc khiến một người ở trong ô tô tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực trên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ khoảng 36 đến 37 độ C. Chính quyền địa phương cho hay nguyên nhân vụ việc hiện chưa được kết luận. Trong lúc cơ quan điều tra đang tìm kiếm nguyên nhân thì dư luận đem sự việc ra mổ xẻ, bàn tán sôi nổi về việc chiếc xe có giá tới hơn 1 tỷ đồng mà lại rất nguy hiểm, dễ cháy, bắt lửa, nhanh đến mức chủ xe không kịp mở cửa để thoát thân. Đây thực sự là một lỗi rất nghiêm trọng khi mà chiếc xe này mới được đưa ra vận hành, mặc dù khung, sườn và thậm chí máy của nó là công nghệ cũ của nước Đức. Đó chính là xe BMW X5 không tệ. Nhưng có thể sau khi nhập dây chuyền cũ này về Việt Nam, công ty VinFast đã đặt dập vỏ xe và những thiết bị phụ trợ khác ở những nơi sản xuất giá rẻ và ít được kiểm tra chất lượng một cách chặt chẽ như tại Đức, cho nên có thể dẫn tới hiện tượng nguy hiểm này. Và bên cạnh đó, với thời gian sản xuất và đưa ra tiêu thụ rất ngắn thì công ty VinFast dường như đã không đem chiếc xe này ra chạy thử một cách cẩn trọng. Dường như họ đã coi nhẹ điều này và cố tình đem chiếc xe ra bán gấp. Điều đó có thể lý giải vì sao những chiếc xe VinFast luôn gặp sự cố bất ngờ và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp bốc cháy xe hôm 22 tháng 6. Thông thường tại châu Âu, một chiếc xe trước khi đem ra chảo bán đã được các hãng chế tạo chạy thử trên mọi địa hình, thời tiết, va đập rất chi tiết để hoàn thiện dần. Nhưng chiếc xe điện VinFast VF8 mà chúng ta đã chứng kiến hôm 26 tháng 6 năm 2022 ở Berlin, nó gần như chỉ là một mô hình sơ sài
giống như vỏ lon cola màu đỏ vậy, nhưng họ đã vội vàng đem ra chào bán để thu tiền. Với sự coi thường độ an toàn của người sử dụng cũng như không có trải nghiệm thực tế cho những người quan tâm, thì khi đưa dòng xe VinFast chạy điện ra thị trường, một lần nữa người tiêu dùng sẽ trở thành những con chuột bạch để hãng xe này thử nghiệm các lỗi xe. Điều đó khó tránh khỏi sẽ có thêm nhiều mạng sống của người dân Việt Nam sẽ bị kết thúc theo các kiểu khác nhau, tùy theo loại lỗi của dòng xe VinFast này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin tìm ra nguyên nhân chủ xe VinFast bị than hóa ở Vĩnh Phúc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.